Chỉ cần xoa đầu rồi đọc thần chú, David Luiz đã giúp Fernando Torres hồi sinh một con quái vật. Sự nghiệp chơi bóng của Torres dường như đã rẽ sang chiều hướng tiêu cực hơn khi anh bỏ lỡ cơ hội 10-10 khi đối mặt với khung thành trống của David De Gea. Tuy nhiên tại Chelsea lúc đó có David Luiz là một pháp sư, người một tháng sau đó đã dùng phép thuật để đưa phong độ đỉnh cao về với El Nino. Minh chứng là trong trận đấu với Genk tại Champions League mùa giải 2011. Khi bước vào trận, hậu vệ người Brazil đã thực hiện phép thuật gọi hồn bằng cách đặt tay lên trán Torres rồi sau đó nhắm mắt lẩm bẩm câu thần chú. Và bài khấn đã linh ứng khi tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi ngay một cú đúp vào lưới của Genk để giúp cho chè xanh đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-0. Chưa dừng lại ở đó, đến trận bán kết cúp C1 gặp Barcelona hùng mạnh, chính Torres đã là người ghi bàn quyết định để từ đó đưa Chelsea vào chung kết rồi lên ngôi ở đấu trường danh giá nhất lục địa già lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.